Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi bán ăn gian, thì cái cách lấy dây và cái cách rau và đền một câu cũng như lần trước. Mình sẽ có dây như sau: dây 6 là xề, dây 5 là hò, dây 4 là sang, dây 3 là liêu, dây 2 là xê, dây 1 là liếu. Rồi mình bắt đầu lên dây bán nhân gian, thì mình sẽ lên sợi dây 2 xê là thành cổng, cổng nhà xê luôn lên thành cổng.
lần sau mình sẽ hướng dẫn về dân gian cho các bạn. Chào các bạn nhé.